Công Danh xin chào quý vị khán giả của Người Việt TV đến phần bản tin tổng hợp trong ngày thứ năm ngày 12 tháng 12. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết rằng kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh nhưng cần giữ mức lạm phát tăng ở mức trên dưới 2% nga trả đũa sau khi bị Đức trục xuất hai nhân viên đại sứ quán. BMW xóa bỏ sai lầm ngớ ngẩn nhất trong vòng nhiều năm qua. Honda từ chối cho biết vị trí xe hơi bị mất cấp vì chủ xe không đóng tiền để sử dụng Honda Link. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed trong cuộc họp tháng 12 cho biết rằng kinh tế Mỹ tiếp tục vững vàng, mạnh đến nỗi rất ít giới chức Fed thấy có nhu cầu để mà cắt giảm lãi suất trong 12 tháng tới đây. CBS News vào ngày 11 tháng 12 dẫn bản thông cáo gửi tới báo chí của Fed cho biết rằng mức độ công việc làm tạo ra trong những tháng gần đây nói chung là tốt đẹp và mức thất nghiệp tiếp tục thấp. Mức chi tiêu của người dân tiếp tục tăng. Theo The Wall Street Journal, Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed muốn giữ mức lạm phát dao động trên dưới 2%. Trong tháng 11 mức lạm phát ở mức 2.1% nhưng có lúc từng giảm xuống 1.5 hoặc là 1.6% trong năm 2019, hầu hết là dưới 1.8% trong các tháng từ tháng Giêng đến tháng 10. Chủ tịch của Fed ông Jerome Powell nói với báo chí rằng ông chú trọng vào việc nâng mức lạm phát lên cao hơn, vốn từ lâu nay vẫn ở con số dưới 2%. Mức lạm phát cao thì tức là tiền bị mất giá thưa quý vị, còn mức lạm phát thấp quá cũng không có lợi cho nền kinh tế vì mức giá hàng hóa giảm còn giá trị của đồng tiền thì tăng nó cho thấy là hàng hóa ở ngoài thị trường có nhiều hơn nhu cầu của những người muốn mua hàng hóa và người tiêu dùng sẽ có khuynh hướng là chờ hàng hóa giảm thêm một chút nữa rồi mới mua ví dụ như nếu người tiêu dùng muốn mua một cái laptop mới chẳng hạn và biết rằng giá của cái laptop ngày càng giảm thì người tiêu dùng sẽ có tâm lý là chờ nó giảm tiếp nữa rồi mới mua cho nên mức lạm phát quá thấp cũng không có lợi cho nền kinh tế. Và Fed muốn giữ mức lạm phát tăng ở mức 2%, 2.1% hoặc là 1.9%, tức là quanh con số 2%. Tuy nhiên cũng có một tin vui đó là mức độ chi tiêu của người dân Mỹ vốn cũng được Fed dùng để đo lường mức lạm phát đã tăng từ 1.3% tới 1.8% trong năm nay, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2019 để mà duy trì nền kinh tế chống lại cái sự trì trệ do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung gây ra sau khi đã 4 lần tăng lãi suất trong năm 2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua liên tiếp áp lực Fed phải cắt thêm lãi suất nữa. Tuy nhiên căn cứ theo những gì mà Fed đưa ra vào ngày 11 tháng 12 thì điều này có vẻ là sẽ không có xảy ra trong vòng 12 tháng tới đây. Thưa quý vị hãng thông tấn Reuters cho biết để trả đũa việc Đức trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Nga tại Đức ở Berlin vào tuần trước thì ngày 4 tháng 12, Nga đã trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Đức là những người làm việc cho đại sứ quán Đức ở Nga vào ngày 12 tháng 12. Tuần trước thì chính phủ Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga làm việc tại đại sứ quán ở Berlin. Lý do là vì Đức cáo buộc Nga không hợp tác điều tra một vụ án mạng tình nghi mang động cơ chính trị xảy ra vào tháng 8. Nạn nhân là một người đàn ông gốc Georgia, cựu thủ lĩnh của lực lượng ở Chechnya, ông bị bắn tại một công viên ở Berlin ngay giữa ban ngày. Công tố viên Liên bang Đức cho rằng có các bằng chứng cho thấy là vụ án mạng này do chính phủ Nga đứng đằng sau. Và bất chấp những phản đối gây gắt từ phía Moscow, thì họ muốn Nga hợp tác để điều tra vụ án mạng này. Trong khi đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cáo buộc rằng người đàn ông bị giết là một kẻ cướp và kẻ giết người. Và nói rằng Nga đã nhiều lần yêu cầu Đức dẫn độ ông này nhưng mà không có được phía Đức đáp ứng. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nước này có bước đi như vậy là theo nguyên tắc có qua, có lại và yêu cầu các nhân viên ngoại giao của Đức phải rời khỏi Nga trong vòng 7 ngày. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại cho Đức vào ngày 12 tháng 12 nói rằng việc Nga trục xuất các ngôi nhà ngoại giao Đức phát đi một cái tín hiệu sai và không có chính đáng. Thú vị, hãng sản xuất xe sang Đức BMW vừa quyết định xóa bỏ việc thu phí của khách hàng hàng năm cho việc sử dụng Apple CarPlay. Nhật báo Gear Patrol có trụ sở ở New York City gọi việc thu phí này là một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của hãng xe sang Đức BMW trong vòng nhiều năm qua. BMW chế tạo hệ thống CarPlay có khả năng kết nối với các kiểu điện thoại iPhone của hãng Apple mà không cần phải sử dụng bất cứ sợi dây USB nào. Kể từ năm 2016 thì để sử dụng hệ thống này thì các khách hàng của hãng BMW phải trả thêm một khoản chi phí đó là 80 đô la một năm hoặc là 300 đô la trong vòng 20 năm. Theo Gear Patrol thì đây là một trong những sai lầm lớn nhất của hãng BMW vì nó khiến cho hãng này giảm sức hút trong mắt của khách hàng đồng thời cho những khách hàng lý do để nhìn sang hãng xe sang đối thủ Mercedes. Nguồn tin từ BMW cho hay thay đổi này sẽ được áp dụng ngay lập tức tức là từ tháng 12 năm 2019. Trang tin này cho rằng ngay cả khi hãng BMW cần thiết phải kiếm thêm một số tiền thu nhập không đáng kể đó thì công ty vẫn có những cái cách làm khác như là tăng giá bán bắt đầu chiếc xe lên. Ví dụ chiếc xe bán 50.000 thì bây giờ họ có thể tăng lên 50.300 đô la chẳng hạn, chứ không nên bắt khách hàng phải trả phí hàng năm để sử dụng dịch vụ CarPlay như vậy. Vì khách hàng sẽ cảm thấy là giống như mình bị hãng BMW chém vậy quý vị. Nguồn tin từ BMW cho hay thay đổi này sẽ được áp dụng ngay lập tức. Bất cứ những xe hơi đời 2019 nào đang sử dụng thử Free Trial, trong năm đầu tiên sẽ được tiếp tục sử dụng mà không phải trả thêm phí cho các năm tiếp theo. Còn những khách hàng nào từng phải trả phí để sử dụng CarPlay trên xe BMW sẽ được hoàn trả lại tiền. Những khách hàng mua xe BMW từ đây về sau thì sẽ không còn phải lo lắng về việc trả cái khoản phí này nữa. Thưa quý vị, một nhân viên nhận cuộc gọi từ khách hàng của hãng Honda cho biết rằng họ biết vị trí của chiếc xe Honda Accord đời 2019 bị mất cấp, nhưng không thể cho chủ xe và cảnh sát điều tra biết vì chủ xe không có đóng tiền để sử dụng dịch vụ Honda Link. Trang tin chuyên về xe hơi The Drive vào ngày 11 tháng 12 cho biết Honda Link là dịch vụ giúp kết nối điện thoại di động và chiếc xe Honda Trang tin này dẫn nguồn tin từ Global News có trụ sở ở Toronto, Canada cho hay anh Lay App là cư dân của thành phố Vaughan ở Ontario. Thức dậy vào buổi sáng sớm vào ngày 4 tháng 12 thì phát hiện ra rằng chiếc xe của mình đã không cánh mà bay. Máy quay an ninh của hàng xóm bắt được hình ảnh là ba người đang trộm chiếc xe của anh vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Anh áp lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát York Regional Police thì cảnh sát điều tra tiến hành tìm hiểu xem liệu Honda có thể biết vị trí của chiếc xe hơi bị mất cấp thông qua hệ thống GPS không, tại vì đây là một chiếc xe đời mới. Khi mà anh áp gọi điện cho Honda thì nhận được câu trả lời từ nhân viên nhận cuộc gọi của Honda rằng họ biết vị trí của chiếc xe. Nhưng không thể nói cho anh biết vì anh không có đóng tiền để sử dụng dịch vụ Honda Link. Sau đó thì khi cảnh sát đề nghị Honda cho biết vị trí của chiếc xe để mất cấp, để họ điều tra thì các nhân viên nhận cuộc gọi nói với cảnh sát rằng cảnh sát cũng cần phải có trác tòa nếu không thì họ không thể tiết lộ vị trí của chiếc xe. Không còn cách nào khác thì anh Áp phải trả cho Honda một khoản tiền 112 đô la. Đó là tiền phí để sử dụng dịch vụ Honda Link nhằm biết vị trí của chiếc xe. Nhưng mà không may mắn cho anh Áp thì sau khi anh hoàn tất việc trả tiền và gọi lại cho hãng Honda lần thứ hai thì nhân viên nhận cuộc gọi cho biết rằng họ cũng mất tín hiệu GPS từ chiếc xe bị mất cấp. The Drive dẫn lời phát ngôn viên của Honda tại Canada là ông John Bordignon cho biết người khách hàng trong trường hợp này không có trả tiền để sử dụng dịch vụ Honda Link. Dịch vụ cần phải có để biết vị trí của chiếc xe hơi của khách hàng. Ông Bordignon nói thêm rằng nếu không đóng tiền để sử dụng dịch vụ này thì cảnh sát phải có trát tòa. Hãng Honda mới có thể kích hoạt dịch vụ cho biết vị trí của chiếc xe hơi thông qua GPS. Không kích hoạt dịch vụ Honda Link thì Honda không thể biết cái vị trí của chiếc xe bị mất cấp để mà cho khách hàng biết. Ông Bordignon còn cho hay ông app sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng để mà sử dụng dịch vụ Honda Link đó là À, hơn 100 đô la. Theo The Drive thì những điều mà người phát ngôn, ngôn của người phát ngôn viên của hãng Honda Canada nói mâu thuẫn với những gì mà nhân viên nhận cuộc gọi của hãng Honda nói với anh áp đó là họ nói rằng Honda biết vị trí của chiếc xe bị mất cấp nhưng không thể cho anh biết vì anh không đóng tiền để sử dụng dịch vụ. Hiện tại thì hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Honda vẫn chưa có những phản hồi thêm về sự việc này thú vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần bản tin tổng hợp ngày hôm nay cũng thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc quý vị có một ngày bình yên an lạc và nhiều niềm vui